cũng liên quan tới một thông tin giao thông. Thưa quý vị, theo cục đăng kiểm Việt Nam cho biết, hết ngày 30 tháng 6 năm 2022 là kết thúc thời điểm giảm phí sử dụng đường bộ cho xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, loại phương tiện trên nộp phí sử dụng đường bộ theo đúng mức biểu phí hiện hành áp dụng cho từng loại xe. Trước đó thì nhằm hỗ trợ doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19, theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, xe ô tô kinh doanh vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh vận tải sẽ được giảm 30% phí đường bộ đối với xe vận tải khách và giảm 10% đối với xe tải. Thời gian giảm phí áp dụng từ tháng 8 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Bên cạnh giảm phí đường bộ trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 tới ngày 30 tháng 6 năm 2022, xe ô tô kinh doanh vận tải nói riêng và các loại xe ô tô nói chung khi kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm sẽ được giảm 50% lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định.